Suzuki XL7 giá tương đương từ 390 triệu đồng, hẹn ngày đến Việt Nam. Cuối cùng, phiên bản SUV của mẫu Ertiga cũng đã xuất xưởng tại nhà máy của Suzuki tại Indonesia. Với 3 phiên bản, có giá bán khởi điểm từ tương đương 390 triệu đồng. Suzuki XL7 tại Indonesia có 3 phiên bản mang tên Jinta, Beta và cao nhất là Alpha. Với giá bán từ 230 đến 267 triệu rupiah, tương đương từ 390 đến 454 triệu đồng. Suzuki cho biết hiện đang lên kế hoạch cho việc xuất khẩu XL7 sản xuất tại Indonesia sang 30 quốc gia, trong đó tập trung vào thị trường ASEAN, miễn thuế nhập khẩu nội khối, trong đó có Việt Nam. Cả 3 phiên bản của Suzuki XL7 đều sử dụng chung động cơ xăng i4 1.5L ký hiệu K15B và hệ thống dẫn động cầu trước với công suất 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 nanomet tại 4.000 vòng trên phút. Có hai lựa chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Về thiết kế, so với các cặp SUV, MPV của các đối thủ Honda, Mobilio, BRV, Toyota Avanza, Rush, Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, mẫu Suzuki XL7 thực sự khác biệt người anh em như MPV mẫu Ertiga. Xe có thiết kế mạnh mẽ, thể thao hơn với các mảng ốp nhựa đen cách biệt xung quanh xe, cụm đèn pha với đường mạ rôm lớn kéo dài sang cả lưới tản nhiệt đi kèm logo lớn hơn, cụm đèn pha LED tùy theo phiên bản, giá nóc trang bị tiêu chuẩn. Các trang bị cao cấp đáng chú ý đối với mẫu Suzuki XL7 bao gồm hệ thống khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống hỗ trợ giữ phanh khi xuống dốc, hệ thống ổn định thân xe điện tử, camera lùi, hai túi khí. Suzuki XL7 có không gian khoang hành lý khá lớn, 153 lít và tăng lên 550 lít khi gặp hàng ghế thứ 3. Trong các trường hợp cần thiết, hàng ghế thứ 2 sẽ được gập lại để tăng dung tích khoang hành lý lên 803 lít. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Thế Sơn Toyota. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập.